Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục được đón chào một cặp loa vừa từ bên Mỹ chuyển về cửa hàng Nguyên Audio trong cái ngày hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2019. Đó là cặp loa JBL 100 Centerly thẳng hàng, và đôi loa này thì vừa chuyển hàng eBay, vừa mới về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Và hôm nay Nguyên Audio sẽ bóc thùng đôi loa này, hàng eBay nguyên bản bên Mỹ chuyển về, còn nguyên thùng xốp bên Mỹ chuyển về quý vị nhé. Hàng eBay thì họ đóng rất là cẩn thận, nguyên thùng xốp về. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ bóc ra cái đôi loa này để cho quý vị cùng nhau thưởng thức, và chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp nguyên bản của đôi loa JBL Centerly thẳng hàng 100. Bóc đi, bóc cẩn thận, rạch từ trên xuống dưới, rạch nhẹ nhàng thôi, không là nó vào trong cái e căng của nó bên trong đấy. Rạch thẳng xuống theo cái chiều mà người ta dán băng dính đấy. Hàng đóng rất là cẩn thận. Con đang quay. Đôi loa Centerly 100 thẳng hàng này thì cũng hàng rất là hiếm đấy. Nó một trong những model rất là nổi tiếng của hãng JBL và được rất nhiều anh em chơi audio trên khắp mọi miền đón nhận dòng hoa này, đánh giá chất âm rất là cao. Bóc nốt trên nóc ra, bóc mặt, bóc bóc mặt ra. Đôi loa này thì anh em thu mua ở bên Mỹ về thì có báo với Nguyên Audio là đôi loa này còn rất là mới, đẹp xuất sắc, và nó còn zin nguyên bản 100%. Kéo ra đi, cáo kéo ra đi. Đang quay với bố mông. Kéo ra. Nhẹ nhẹ tay thôi. Tút mạnh ra. Và đây thưa quý vị, một chiếc đã được bóc ra khỏi thùng xốp. Họ đóng hàng rất là chắc chắn nên là khi bóc khỏi thùng xốp ra rất là khó. Quay cái mặt của đôi loa lại, quay hẳn mặt lại. Vâng thưa quý vị, đây là đôi loa Centerly thẳng hàng vừa mới được bóc khỏi thùng xốp ra. Em bóc nốt cái ni lông ra, bóc bỏ cái lớp ni lông người ta bọc. Đây là ni lông, một lớp ni lông người ta bọc để cho chống xước quý vị nhé, chống xước loa để bảo vệ khi vận chuyển, chả may có quẹt vào cái gì thì nó không bị xước. Đôi loa này thì cửa hàng Nguyên Audio cũng bán cũng khá là nhiều rồi. Và nó có hai loại quý vị nhé, một loại căng vải và một loại căng mút. Căng vải thì đa số những cái shop khác mà bán căng vải thì là đã bị mất căng rồi quý vị nhé, mất e căng zin rồi. Và đây thưa quý vị, đôi này là của nó còn căng shop nhé quý vị nhé, căng shop còn nguyên bản. Cái căng shop này thì nó giúp tiêu âm rất là tốt, tiêu âm rất là chuẩn. Và những cái shop nào mà bán mà không còn cái căng mút này thì đôi loa đó mất zin mất rồi. Bởi vì là cái căng này ấy, là nó chắc là bên kho bên đấy thì người ta để bị cũ, bị mục, bị hỏng, nên là họ không còn nguyên bản nữa và họ phải thay thế cho chúng ta bằng một cái căng vải. Căng vải thì nó sẽ không tiêu âm được, không tiêu âm, nó cho ra chất âm sẽ không hay và nhìn lại rất là xấu. Nó mất cái nguyên bản, mất cái zin của nó rồi. Đấy, thưa quý vị là đây là một đôi Centerly thẳng hàng căng mút nguyên bản quý vị nhé, đôi loa đẹp thiếu mỗi cái đấy mang về thôi, đẹp xuất sắc, thiếu mỗi cái thùng của nó mang về thôi quý vị nhé. Thùng của nó thì chắc là lâu ngày bên Mỹ người ta cũng vứt bỏ đi rồi, và người chơi đôi loa này thì người ta rất là giữ gìn nên là nó còn mới đẹp xuất sắc như thế này. Quý vị thấy nó mới, chưa có một vết xước nhỏ. Căng của nó là căng màu nâu đen, nâu đen. Còn thùng là thùng cũng vậy, vân gỗ. Tôi sẽ mở e căng ra cho quý vị chiêm ngưỡng bên trong. Đây, e căng rất là chắc chắn. Bên trong còn một lớp vải lót vào bên trong này quý vị nhé. Một bên trong là một lớp vải và bên ngoài là một lớp mút tiêu âm. Còn nguyên tem JB
JBL hay là dân miền trong Sài Gòn anh em chơi audio còn gọi là JBL. Ngoài Bắc thì chúng tôi gọi là JBL. Và đây thưa quý vị, đẹp xuất sắc quý vị nhé. Bát của nó vẫn còn kim tuyến lóng lánh. Bát vẫn còn kim tuyến lóng lánh quý vị này. Nó rất là mới nên là nó mới có kim tuyến lóng lánh như thế này. Và thưa quý vị, là những cái dòng loa mà đã cũ rồi nhá, thì người ta về người ta phun một lớp sơn lên, màu trắng lên, phủ lên, thì nó sẽ mất toàn bộ cái kim tuyến này, không còn kim tuyến lóng lánh nữa. Chúng ta chiếu ánh điện vào đây, kim tuyến nó lóng lánh lên. Thì đôi loa này mới còn zin nguyên bản quý vị nhé. Loa 3 đường tiếng, một bát 30, màng giấy, gân vải xếp tẩm dầu, một loa chung giấy và một loa chép giấy cao cấp của hãng JBL. Và mỗi thùng của nó thì có hai vi chỉnh. Hai vi chỉnh. Chắc là quý vị ai chơi cũng đến biết đến dòng loa này, để cho chúng ta chỉnh tiếng chung và tiếng chép. Và thưa quý vị và các bạn, đôi loa này là một đôi loa trùng cặp quý vị nhé. Trùng cặp có nghĩa là seri của nó là seri liền kề. Tất cả những dòng loa Sentry thì nếu mà cùng một cặp của nó thì là seri liền kề quý vị nhé. Đây tôi đọc số seri cho quý vị: 22965. Và đôi và chiếc bên cạnh 22967. Chứng tỏ nó là cùng một cặp quý vị nhé, seri liền kề. Và có lỗ, hai lỗ thông hơi bên cạnh đây. Nguyên bản, đẹp, xuất sắc. Và đây là đằng sau của đôi loa. Đằng sau thì nó cũng mới như đằng trước luôn. Phải nói là một siêu phẩm tuyệt vời. Và Nguyên Audio rất vui mừng được đón chào một cặp loa đẹp xuất sắc và zin nguyên bản từ bên Mỹ chuyển về. Và đôi loa này Nguyên Audio bán với giá 39 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn mua đôi loa JBL 100 Century thẳng hàng đẹp xuất sắc zin nguyên bản, xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio, số điện thoại là 0988 036068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Xin nhắc lại quý vị và các bạn một lần nữa, đôi loa JBL 100 Century thẳng hàng đẹp xuất sắc zin nguyên bản vừa từ eBay chuyển về có giá 39 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này, xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio, số điện thoại là 0988 036068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.